Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Tân Thành, huyện Krono, tỉnh Đắk Nông cho biết, đang xác minh vụ việc người dân tập trung về một gia đình để đòi tiền ký gửi cà phê. Cũng theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Tân Thành, hiện lực lượng công an xã đã hướng dẫn người dân làm đơn, thống kê số lượng cà phê đã ký gửi. Chính quyền địa phương cũng vận động người dân bình tĩnh, hợp tác với cơ quan chức năng, không tập trung gây mất trật tự. Trước đó, hàng chục người dân đã tập trung tại sân của một đại lý cà phê ở xã Tân Thành. Nhiều người tỏ thái độ bức xúc, chửi bới, đòi chủ cơ sở trả tiền ký gửi cà phê. Tuy nhiên, chủ đại lý đứng trong nhà không ra tiếp chuyện. Trước tình hình này, công an xã Tân Thành đã hướng dẫn người dân làm đơn và vận động người dân ra về. Theo phản ánh, chủ đại lý đã nhận ký gửi cà phê của người dân trị giá hàng chục tỷ đồng.